Hương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 8 giờ rưỡi sáng thứ tư và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về nảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến. Xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin giới thiệu đến quý vị một vị khách, cựu đại úy, anh thuộc nha quân sản. Xin mời quý vị cùng chào đón cựu đại úy Trần Ngọc Kim. Tôi, cựu đại úy Trần Ngọc Kim, xin kính chào quý niên huynh trưởng, xin kính chào quý chiến hữu. Tôi cũng xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Phường Quế, xin chào Trang Thanh Lan. Yeah. Xin chào Nghĩa Sứa. Dạ, Tiếng Hát Hậu Phương xin hân hạnh chào anh Kim cũng như là Nghĩa Sứa. Dạ thưa anh, khi anh Kim bước vô đây thì em thấy có một người đi với anh. Mà người đó không ai xa lạ, là anh có thể nói không anh? Em dạ. Có thể nói không ta? Dạ, dạ có thể nói là thể... người đó là người Hùng Lê Phi Ô, thưa quý vị dạ. Ơi. Anh đưa anh Kim tới đây, nhiều khi anh Kim bị khớp hay sao với hai em, sao anh Phi Ô phải hộ tống hay sao? Hộ tống từ San Jose tới đây. Dạ, dạ rất là quý. Rất là dễ thương của anh ha. Dạ. Chứ em đi đâu Phù Quế em đâu có đưa em đi vậy đâu anh. Dạ. Tức là hai anh lái xe xuống hay sao anh? Tôi đi xe đò xuống. Rồi. Dạ, nó dạ. Tiện, nó tiện. Tại vì các anh bây giờ lớn tuổi lái đường xa cũng mệt. Nếu mà đi xe đò tiện dạ. Hơn. Dạ. Vâng. Dạ. Như vậy thì anh tới từ hôm nào thưa anh? Tôi đến chiều Chủ nhật. Dạ. Vì tôi có mấy người quen, mấy lại bà chị ruột của tôi. Dạ. Ở đây. Dạ. Đến dạ, thưa, dạ thưa anh, khi mà anh Kim bước xuống đây, bước vô phòng này ha. Thì em và Phương Quế thấy là cái phòng này nó rực sáng lên bởi vì bộ đồ lính của anh. Và khi mà rờ cái muốn đứt tay luôn. Bén ngót hả? Bén ngót ly rồi, bén ngót luôn. Cũng xin trình bày với lại Phương Quế với Trang Thanh Lan, cái bộ này là bộ quân phục làm việc trong văn phòng trong thời bình. Dạ, yeah, yeah. Cảm ơn anh. Em tính hỏi anh là cái em này có ý nghĩa gì đó. Yeah, tức là yeah. Văn phòng trong thời bình thì yeah. Là mặc cái áo này. Vâng, yeah. Bộ này. Còn khi mình đi trận thì mặc áo nào? Tức là quân phục tác chiến. Dạ. Yeah. Vâng, đó. Này là quân phục văn phòng trong thời yeah. Bình. Còn đồ crazy tức là gọi là quân phục tác chiến. Dạ. Yeah. Yeah. Màu xanh đúng không? Dạ vâng, tức yeah. Là đồ crazy. Tác chiến là một crazy màu yeah. Xanh. Dạ. Yeah. Vâng. Dạ thưa anh, thì chắc khán giả cũng đang muốn biết anh Kim là nhập ngũ năm nào thưa anh? Vâng, thưa quý vị, sau Tết Mậu, sau biến cố Tết Mậu Thân thì có lệnh tổng động viên. Tôi theo lệnh tổng động viên và nhập ngũ khóa 4/68. Sau cái biến cố Mậu Thân thì là tổng động viên, do đó khóa 68, năm 68 có tất cả là 9 khóa, trung bình mỗi một khóa là khoảng 1.400 sinh viên sĩ quan. Như vậy là cái quân trường bộ binh Thủ Đức không thể nào mà không thể nào mà có đủ chỗ chứa để cho làm việc trong vấn đề mà huấn luyện. Dạ vâng. Thành ra những cái khóa 2, khóa 4, khóa 6 và khóa 8, những là khóa dạ. Chẵn của năm 68 phân nửa phải ra trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang để tiếp tục thụ huấn trong chương trình sinh viên sĩ quan đồng đế, phải không anh? Vâng, đó, như vậy trường. Là cái huy hiệu này vâng. Thế đây là cái đây là huy trường trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang có tên là trường đồng đế.
Yeah. Huy hiệu này gồm có thanh kiếm bạc, ánh mặt trời trên biển bao la. Yeah. Nhìn là biết là học ngoài, ở ngoài Đồng Đế Nha Trang phải không thưa anh? Dạ vâng. Yeah. Vâng. Cái huy hiệu này huy hiệu của trường Nha Trang. Yeah. Tập huấn bao lâu thưa anh? Tập huấn tôi thụ huấn vào thì bắt đầu vào ngày 14 tháng 6 68 thì vô quân trường Quang Trung. Yeah. Thụ huấn trong 9 tuần với cái chương trình y chang như là một tân binh. Và yeah, lúc đó cái danh nghĩa của tôi là tân binh dự bị sĩ quan. Yeah. Sau khi cái giai đoạn mà tân binh dự bị sĩ quan thì lúc đó là khóa 4 là khóa chẵn, phải chia ra phân nửa đi Thủ Đức và phân nửa đi ra ngoài Nha Trang. Và yeah, tôi được thụ huấn tại quân trường Nha Trang. Yeah. Sau đó thì là anh đi về đơn vị nào thưa anh? Sau khi mà tôi ra trường ngày 28 tháng 12 1968 thì tôi được về đơn vị đầu tiên của tôi là tiểu khu Biên Hòa. Và yeah, khi về trình diện tiểu khu Biên Hòa tôi được về đại đội 3/316 địa phương quân của tiểu khu Biên Hòa. Yeah. Đại đội 3/316 có nhiệm vụ là ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là giữ an ninh lộ trình, tức là chúng tôi giữ khoảng 7 cây số, khoảng 7 cây số bắt đầu từ cái điểm đầu tiên là cái giáp danh tỉnh Phước Tuy với lại tỉnh Bà Rịa nằm trên quốc lộ 15. Quý vị nếu mà quý vị mà thường thường hay đi Vũng Tàu thì quý vị thường sử dụng quốc lộ 15. Yeah. Thì cái khu đó là khu xã Thái Thiện, hay còn một cái tên nữa là Quán Chim. Oh, và cái nhiệm vụ thứ hai là giữ an ninh trong có 3 ấp trong cái thuộc xã Thái Thiện. Và nhiệm vụ thứ ba là giữ an ninh cái cầu Thái Thiện. Yeah. Và cái quan trọng nhất là cái cầu Thái Thiện, và đó là huyết mạch lưu thông của quốc lộ 15. Yeah. Từ Sài Gòn đi Vũng Tàu chỉ có một cái quốc lộ đó thôi. Yeah. Duy nhất thôi. Vâng. Yeah. Thành ra cái đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Và khi tôi về là trung đội trưởng, là mới đầu là trung đội trưởng, trung đội lưu động, tức là mình phải giữ an ninh một trong 3 xã đó. Yeah. Tức là đi ấp này, đi ấp 2, đi ấp 3 mà giữ an ninh. Sau đó thì coi an ninh lộ trình. Yeah. Trong lúc đó thì có đụng trận gì không anh? Thì lúc đó năm Mậu Thân thì năm 69 ra thì cái tình hình chiến sự nó lại bị giảm rồi, sau cái tết. Yeah. Sau cái tổng công kích Tết Mậu Thân thì bên phía Việt Cộng đã tổn thất rất nhiều. Thành ra cái hoạt động của họ không còn mạnh như là năm 68 nữa. Yeah. Thành ra cái tình hình an ninh nó được ổn định nhiều. Yeah. Là cái năm Mậu Thân là nó đã bị yếu rồi thưa anh. Vâng, sau năm Mậu Thân thất bại, sau năm Mậu Thân thất bại là nó yếu, quân số của nó cũng yếu. Tiếp tục là thất bại đầu tiên là đợt 1, sau đó họ lại tiếp tục đợt 2 để mà họ gây tiếng vang. Gây tiếng vang và tiếp tục đợt 2 nữa. Là đợt 2 là bắt đầu cuối cùng của đợt 2 năm Mậu Thân là khoảng tháng 6. Yeah. Nhưng mà đâu có thành phải không anh? Không bao giờ thành. Yeah. Đâu có thành đâu, này nói không. Vậy thôi. Vâng. Yeah. Và từ đó thì anh đổi sang đơn vị nào thưa? Tôi ở đại đội 3/316 thì luân chuyển, tức là khi một thời gian ở trung đội lưu động, một thời gian tôi ở giữ an ninh cái đồn, và một thời gian nữa là giữ an ninh cái cầu Thái Thiện. Thì đến năm tháng 6 năm 1970 thì vì lý do gia cảnh tôi được chuyển về nha quân sản Bộ Quốc phòng. Yeah. Vâng. Chỗ này là chỗ hấp dẫn đó. Nói tới cái nha quân sản đó nha. Thì cả phường Quế cả em không có nghe cái từ nha quân sản, từ nhỏ tới lớn chưa nghe. Thì hôm birthday của thiếu tướng Lê Minh Đảo thì chúng em gặp anh ở bên San Jose. Thì anh Lê Phi Ô có nói anh là nha quân sản, thì hôm nay có thể là anh giải thích cái chức năng của người lính nha quân sản như thế nào thưa anh? Vâng, trước khi mà tôi có thể mà trình bày cái tổ chức của nha quân sản thì tôi cũng xin phép trình bày một cách tổng quát và khái quát về cái tổ chức của Bộ Quốc phòng, bởi vì nha quân sản nó nằm trong Bộ Quốc phòng. Yeah. Bây giờ tôi có thể trình bày cái tổ chức của Bộ Quốc phòng để biết cái vị trí của nha quân sản. Yeah. Thì như quý vị biết là cái bộ quan trọng nhất trong nội các chiến tranh tức là Bộ Quốc phòng. Bởi vì đất nước ta là đất nước trong một cuộc chiến tranh tự vệ.
thì Bộ Quốc phòng là bộ quốc quan trọng nhất. Thì để mà biết cái tổ chức của Bộ Quốc phòng, tôi trình bày thứ nhất là Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ về chiến lược quốc phòng, làm sao cho cái cuộc chiến được chiến tranh được toàn thắng. Do đó thì Bộ Quốc phòng là quan trọng nhất. Sau đây thì tôi cũng xin phép được trình bày là cái tổ chức của Bộ Quốc phòng. Thứ nhất là Văn phòng Bộ gồm có ông Tổng trưởng Bộ Quốc phòng, và vị thứ hai là Phụ tá Tổng trưởng, và vị thứ ba là Đồng lý Văn phòng. Đồng lý Văn phòng là coi hết tất cả cái văn phòng của Đồng lý. Một nói một cách khác tức là nha Đồng lý. Cái nha Đồng lý coi như là văn phòng của Bộ Quốc phòng. Nha Đồng lý thì cái phòng có rất nhiều phòng, mà cái phòng quan trọng nhất để mà chuyển cái hồ sơ mà để các nha đệ trình lên ông Đồng lý, đệ trình lên ông Phụ tá Tổng trưởng, hay tùy theo mà cấp độ mà đệ trình cao nhất là đệ trình lên ông Tổng trưởng Quốc phòng, thì cái nha Đồng lý đó là cái phòng hành chánh tiếp vận. Hành chánh tiếp vận đó là có nhiệm vụ để điều chuyển luân chuyển các cái hồ sơ đệ trình lên. Đấy là văn phòng nha Đồng lý. Và sau đây là tôi cũng trình bày hết tất cả các tổng nha và nha thuộc về Bộ Quốc phòng. Cái đương nhiên là cái bộ mà qua cái cơ quan mà quan trọng nhất vẫn là Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa thì phụ thuộc về Bộ Quốc phòng về vấn đề chiến lược quốc phòng. Đồng thời Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng trực thuộc bên Phủ Tổng thống về vấn đề chỉ huy. Cái đó là cái bộ quan trọng nhất để mà quyết định điều khiển cuộc chiến cho đến chiến thắng. Rồi cái bây giờ là đến các tổng nha và nha. Cái tổng nha quan trọng nhất là cái tổng nha tài chính và thanh tra quân phí. Tài chính phải gì anh? Tổng nha tài chính và thanh tra quân phí. Cái tổng nha tài chính và thanh tra quân phí này thì họ sẽ lên kế hoạch và quản trị ngân sách quốc phòng. Cái ngân sách quốc phòng và dùng để hàng năm để cho biết cái ngân sách tùy theo cái Bộ Tổng Tham mưu, cái nhu cầu của Bộ Tổng Tham mưu mà lên ngân sách quốc phòng để thứ nhất trả lương cho tất cả các binh quân nhân, toàn từ đại tướng cho đến binh nhì. Cái đó là gọi là ngân quỹ trả lương. Và cái gì nữa cũng phải là trang trải tất cả các trang quân dụng của quân đội theo cái yêu cầu của Bộ Tổng Tham mưu. Đó là nha tổng nha tài chính và thanh tra quân phí. Tổng nha tài chính và thanh tra quân phí này thì có cùng có ba nha. Thứ nhất là nha tài chính, thứ nhì là nha thanh tra quân phí, và thứ ba là nha hành chánh pháp chế. Rồi cái quan trọng nhất là vấn đề tiền bạc, rồi ngân sách của quốc phòng. Cái quan trọng thứ hai là quan trọng về quân số, về nhân sự. Theo cái yêu cầu, theo cái tình hình chiến trường mà biết cái lên kế hoạch để mà cho cái số lượng của quân nhân, quân đội, quân lực như thế nào. Thì đó lại là nha tổng nha nhân lực, mà trước đó gọi là nha động viên. Tổng nha nhân lực này thì có lại có hai nha, và nha thứ nhất là nha trừ bị, và thứ hai là nha động viên, tức là cung cấp tức là nguồn nhân lực cho quân đội trong cái chiến lược, trong chiến lược của quốc phòng. Thứ nhất là tôi trình bày về ngân sách, thứ hai về nhân dụng, thứ ba là về luật pháp, đó là nha quân pháp. Nha quân pháp tức là những nha và tạo ra những quân bộ quân luật và bảo vệ cái bộ quân luật đó. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta thường hay nghe nói là tòa án quân sự, rồi tòa án quân sự mặt trận. Đó là thuộc về nha quân pháp. Rồi một cái nữa là nha định dư quốc gia. Nha định dư quốc gia là cái nha mà cho biết tất cả những chi tiết của lãnh thổ của miền Nam Việt Nam và các lãnh hải nữa. Và đồng thời mà quan trọng nhất, nha định dư quốc gia là cung cấp tất cả các bản đồ hành quân cho Bộ Tổng Tham mưu. Rồi một cái đơn vị rất quan trọng nữa là trường cao đẳng quốc phòng. Trường cao đẳng quốc phòng là nơi đào tạo tất cả những chiến lược ra cho
quốc gia cũng như chiến lược cho quốc phòng. Cái trường cao đẳng quốc phòng này có một số các vị dân sự cũng đi học, rồi phần lớn là từ đại tá hoặc cấp tướng đi học để ra thầy thảo ra những cái kế hoạch về chiến lược quốc gia. Đó, và nhà cuối cùng là nhà quân xã của chúng tôi. Nhà quân xã của chúng tôi thì là thứ nhất là cấu tạo, thứ nhì là quản trị, và thứ ba là bảo vệ cái khối quân sản. Cái khối quân sản là khối gì? Tức là tất cả các bất động sản trong quân đội, các doanh trại, các phi trường quân sự, các công ốc của tướng lãnh, các cư xá sĩ quan, đại khái là như vậy. Thì cái nhà quân sản của tôi, bây giờ tôi bắt đầu đi trình bày và chi tiết vào cái nhà quân sản. Cái nhà quân sản của chúng tôi thì KBC là 3889. Mới đầu tiên á, thì cái địa chỉ của nhà nằm ở trên đường Phạm Viết Chánh. Nếu mà Phương Hồng Quế như là Trang Thanh Lan cũng có ở Sài Gòn thì chưa phải. Phạm Viết Chánh là cái con đường song song với lại cái đường xe lửa, nó nối liền giữa đường Cống Quỳnh ở Sài Gòn và ngã sáu Cộng Hòa. Cái đường Cống Quỳnh ấy, lúc đó là cái chỗ đó là cái nơi dễ nhất là Bảo Sanh Viện Từ Dũ. Đúng rồi. Cái đó dễ nhớ. Vâng, cái khúc đó rất là ngắn. Nó nối liền cả đường nhỏ, đường ngắn lắm, đường xuyên qua. Vâng, đó. Thì cái đường đó chỉ có mấy cơ quan, thứ nhất là nha viễn thông thuộc Bộ Nội vụ, thứ nhì là nha quân sản thuộc Bộ Quốc phòng. Thứ ba là trường tiểu học Hoàng Thị Năm, và cuối cùng đầu đường Cống Quỳnh là Ủy hội Quốc tế. Cái nhà đó thì rất là nhỏ, bởi vì cái tổng cộng vừa vị giám đốc cho đến quân nhân ở dưới là khoảng hơn 100 người. Và cái số lượng là khoảng 55 người. Vì bây giờ tôi nói là vừa rồi tôi nói là cấu tạo, quản trị và bảo vệ. Thì cấu tạo như thế nào? Tức là chưa có mình cấu tạo. Cấu tạo nó chẳng hạn như là bây giờ về vì nhu cầu quốc phòng, chúng tôi cần một cái đơn vị, cái địa điểm này để tôi thiết lập ở bất cứ một cái doanh trại hoặc là một cái đơn vị nào đó, văn phòng nào trong thuộc về quân đội. Thì phải biết là cái nguồn gốc đó là cái nguồn gốc nào thứ nhất, hoặc là cái đó thuộc về quân đội Pháp chuyển giao. Khi mà cái hiệp định giữa Quốc Hiệp Bảo Đại và bên chính phủ Pháp thành lập quốc gia Việt Nam, trong đó có quân đội quốc gia Việt Nam, lúc thời điểm mà Quốc Hiệp Bảo Đại, cái tên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là quân đội quốc gia Việt Nam. Thì trong cái phần đó thì Quốc Hiệp Bảo Đại cũng có một số cái địa điểm có sẵn, rồi một số nằm ở trên cao nguyên miền Trung, nó gọi là Hoàng Triều Cương Thổ. Hoàng Triều Cương Thổ thì thuộc về phía nhà vua. Thì Quốc Hiệp Bảo Đại cũng có ký vào một cái vài cái dụ để mà chuyển giao mấy cái khu đất đó dành cho Bộ Quốc phòng. Thì cấu tạo gồm có những phần đó, chẳng hạn như là thuộc về tư nhân. Nếu mà cái đó là không phải là quân đội Pháp chuyển giao, không phải là bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì có cái tài sản đó thuộc tư nhân, thì bây giờ vì nhu cầu quốc phòng mình cần cái địa điểm đó thì mình phải đến người sản chủ đó để mình, thứ nhất có thể là mình mua gọi là tốc mãi, mình mua bỏ tiền ngân sách quốc phòng ra mình mua gọi là tốc mãi. Thứ nhì là có thể là vì cái đó là chỉ một cái thời gian thôi, một thời gian tính, không có thời gian lâu dài, thì mình có thể là thuê mướn. Và thuê mướn. Thứ ba nữa là mình hoặc là mình trưng dụng, hoặc là mình trưng dụng là mình thuê mướn, cũng một loại hình thức thuê mướn, nhưng mà thuê mướn bắt buộc. Đó gọi là trưng thuê tọ mại, là cấu tạo. Rồi cái mà đơn vị mà để lo cái chuyện đó là sở địa ốc. Sở địa ốc nó gồm có hai phòng, phòng trưng thuê và tọ mại, và phòng thanh toán và tài chánh, tức là thanh toán tài chánh khi mà làm một cái hợp đồng thuê mướn hoặc là thọ mãi gì đó thì mình phải làm cái hợp đồng rồi. Quả anh nhớ dữ quá ha. Rồi
rồi mình ký với sản chủ, rồi bỏ tiền ra mình thanh toán, là nhà quân sản cũng phải thanh toán đến được luôn. Và tôi xin lỗi, tôi có thể là vì thứ nhất là sau 42 năm, thứ hai nữa là bây giờ tuổi lớn rồi, đôi khi cũng trời ơi em thấy anh nói là anh nói giống lâu, như anh đang đọc chứ không phải là anh nói cái này này tôi chỉ nhớ lại thôi. Rồi anh đang nói tới cấu tạo đó. Cấu tạo đó rồi sau khi cấu tạo có cái đơn vị đó rồi thì sẽ có cái bất động sản đó rồi thì phải giao cho đơn vị làm sử dụng. Đó là thứ nhì là quản trị trị tài sản, tức là bây giờ mình quản trị cái khối đó mình theo dõi, mình giữ cái đó thì mình đưa cho đơn vị nào sử dụng, gọi là quản trị tài sản. Đó là thứ nhất là cấu tạo, như là quản trị, tức là sở quản trị tài sản, là cái sở của tôi. Và sở thứ ba nữa là sau cái đó thì mình vào bảo vệ nó. Bất cứ người nào đến xâm phạm cái đó là không được. Và bảo vệ nó, hoặc là nhiều khi quân đội có thể mà sử dụng sai thì cái người sản chủ có thể là tố tụng, và Bộ Quốc phòng cũng ra tòa dự cái buổi tố tụng đó. Nó gọi là sở pháp chế và tố tụng, tức là bảo vệ cái khối quân sản đó. Pháp chế và tố tụng. Vâng, sở pháp chế và tố tụng. Tức là luật, lập ra những cái luật về luật nhà phố đó, tôi ví dụ như đó, tất cả những cái luật đó, rồi bảo vệ cái khối đó. Rồi. Tài sản đó nữa. Vâng. Thì một cái khối nữa là khối thanh tra. Phải đi thanh tra coi họ sử dụng có đúng không, hoặc là những cái việc gì có cần hư hỏng, có cần gì mà điều chỉnh như thế không, thì nó gọi là khối thanh tra. Rồi bây giờ đi nói đại cương như vậy, đi vào chi tiết là văn phòng của giám đốc nhà quân sản thì có ông giám đốc, phó giám đốc và chánh văn phòng. Ông giám đốc mà khi tôi về từ 1970 đến năm 1972 á, là ông đại tá Phạm Gia Cầu. Ông đại tá Phạm Gia Cầu là một vị bên một vị làm việc cao cấp trên bên Bộ Tư pháp. Sau đó bên Bộ Quốc phòng mới mời ông về, phải gắn gọi là assimilé tiếng Pháp, gọi mình gọi là đồng hóa, là đại tá để làm chức vụ làm giám đốc, bởi vì chức vụ đó phải là đại tá. Bây giờ về là ông đưa ông làm đại tá, đại tá giám đốc. Sau đó thì là phó giám đốc, tức là đại tá Cao Xuân Vệ. Sau đó thì tôi về thì cả đại tá Cao Xuân Vệ đã được đi làm tùy viên quân sự tại Tòa lịch sử Anh Quốc. Sau năm 1000 sau đó, sau khi đại tá Cao Xuân Vệ đi thì đại tá Nguyễn Văn Luật về làm phó giám đốc. Rồi năm 1972 thì đại tá Phạm Gia Cầu trở về Bộ Tư pháp. Tôi nghe nói hình như đại tá về làm giám đốc nhà tư pháp của bên Bộ Tư pháp, tôi chỉ nghe nói vậy. Vì thay thế đại tá Cầu là đại tá Đoàn Văn Kiệu. Đại tá Đoàn Văn Kiệu này thì trước đây là thuộc về giám đốc nhà địa dư quốc gia. Ông là một những vị sĩ quan công binh đầu tiên của học y học binh pháp. Thưa anh, như vậy thì nhà quân anh ở nhà quân sản cho tới ngày mất nước luôn. Tôi đến bây giờ đến ngày 30 tháng 4. Thì em cũng có muốn có cái hỏi câu hỏi là chẳng hạn như là những cái người ngày xưa chẳng hạn vậy đó, đi lính mà các anh thương binh trở về đó, thì các anh mình có lo cho các anh có cái quỹ gì để lo à, để vâng, các anh cái đó là thuộc về thương binh ấy, thì chúng tôi sau khi mà có thương binh năm 1972 thì có phong trào thương binh đó, thì bên bộ liên bộ, bộ thương binh, bộ xã hội và bộ quốc phòng sẽ họp lại liên bộ và sao cho bộ cựu thương binh để lo thành lập những làng phê binh. Thôi ví dụ như là ở Sài Gòn của mình có làng phê binh Thủ Đức. Em có biết là làng phê binh Thủ Đức. Phước Bình có nữa. Làng phê binh ở Đức là đang gần chữ ngã ba Cát Lái và đường xa lộ Biên Hòa. Các anh thương binh về đó, gia đình về đó ở. Bây giờ tôi xin nói lại là một cái nữa là sở địa ốc thì mới đầu do trung tá trường năm 72 cũng giải ngũ về thì thiếu tá Huấn lên. Rồi sở quản trị tài sản của tôi thì là trung tá Nguyễn Hoàng Thái và khóa 4 Thủ Đức, tức là cùng khóa với trung tướng Ngô Quang Trường, thiếu tướng Bùi Thế Lân.
Trung tá Nguyễn Hoàng Thái là tránh sư vụ sở quản trị tài sản. Thì cái sở quản trị tài sản ấy gồm có 3 phòng. Phòng thứ nhất là phòng nó gọi là mình viết theo công văn, tức là viết theo công văn theo cái tư đề là Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Quốc phòng, Nga Quân sản, với gạch một cái, nếu như tôi gọi là quản trị tài sản thì QTTS là quản trị tài sản, gạch là một, tức là phòng bất động sản là một thôi, tức là theo cái tiêu đề đó là bất cứ người nào nhìn thấy là cái này thuộc về phòng bất động sản, đó là phòng bất động sản, phòng quản trị tài sản một. Thì trở lại là cấu tạo của sở quản trị gồm có thứ nhất là phòng bất động sản. Phòng bất động sản này thì lại chia làm hai ban, ban bất động sản và ban doanh trại. Ban bất động sản thì lo tất cả những cái hồ sơ về bất động sản và lưu trữ những hồ sơ. Thôi thí dụ như là năm 1966, khi mà chủ tịch hành pháp trung ương Nguyễn Cao Kỳ ký một cái sắc lệnh là quân sự hóa toàn bộ tất cả các phi trường trong Việt Nam, thì tất cả những sắc lệnh nó phải nằm tụi tôi lưu giữ. Rồi sau đó là một cái sắc lệnh nữa là nằm tất cả cái khu vực mà trường bộ binh Thủ Đức, thì nó có một trường bộ binh rồi, nhưng mà ngoài ra thì cũng có một cái khu vực rộng bên ngoài để bảo vệ cái khu vực đó. Nhưng mà cái khu vực ngoài này thì là vẫn cho dân phụ trách, nhưng mà không được quyền xây cất kiên cố, vật liệu kiên cố, chỉ có vật liệu mà thường thôi. Tức là không được xây bê tông, không được xây cao. Thì dân chúng ở đó chung quanh thì hai cô đều thấy là họ vẫn đi làm ruộng, nhà cửa vẫn xây cất đường đường, nhưng mà không được xây kiên cố. Đó là một sắc lệnh nữa, còn nhiều lắm. Rồi sau đây tôi sẽ trình bày những cái mà rất là thú vị về những cái trong những cái hồ sơ tôi phần hành của tôi. Thì đó, ban bất động sản và ban doanh trại là ban doanh trại có một cái tủ sắt, tức là lưu trữ tất cả các doanh trại trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ vĩ tuyến 17 trên mũi Cà Mau. Phòng thứ nhì là phòng phát mãi quân dụng phế thải và chuyển nhượng. Cái phòng này là có hai ban, ban phát mãi quân dụng phế thải, tức là chuyên môn đi bán tất cả những quân dụng mà không xài được. Tôi thí dụ như là xe Jeep mà nó hư rồi, không xài được thì mình bán. Nhưng mà bán ra thì phải có lệnh của Bộ Quốc phòng, tức là Nha Quân sản cho lệnh quyết định mới bán, thì cái quyết định đó mới gửi về Bộ Chỉ huy tiếp vận của quân đoàn, thì Bộ Chỉ huy tiếp vận mới đem gọi thầu. Và nhưng mà sau khi gọi thầu phải có giấy chứng nhận là không còn cái dấu hiệu về quân đội, chẳng như cái màu xanh ô liu của quân đội không còn, những cái vị trí phải dùng để làm súng đại liên, tức là phải hóa phỉ, phá hủy đặc tính quân sự. Bây giờ tôi mới nhớ gọi là phá hủy đặc tính quân sự. Nhưng mà phá hủy ở đâu thưa anh? Người mà mua trúng thầu bắt buộc phải phá hủy. Như là tư nhân họ vào họ thầu hả? Vâng, họ thầu phế thải. Xe Jeep cũ như kia họ sơn lại màu khác. Dạ vâng, họ máy lại mới bán. Dạ. Vâng. Rồi quần áo cũ thì sao? Cái đó thì chỉ có về quân dụng thôi. Còn quần áo gọi là quân trang. Quân trang. Vâng. Còn quân dụng nữa là thường thường là về máy móc, quân công cụ. Những máy móc công cụ. Máy truyền tin. Máy truyền tin hư. Dạ, cái đó thì không có bán. Bán cho vườn quế làm kỷ niệm. Vâng, cái đó là tôi nói là ban phát mại quân dụng phế thải. Với ban thứ nhì là ban chuyển nhượng. Cái ban này cũng vui. Tất cả những cư xá quân đội, như tôi ví dụ như cư xá sĩ quan Chiêu Hòa, thì đất của quân đội, rồi sau đó quân đội xây lên rồi bán lại, bán trả góp cho tất cả các sĩ quan nộp đơn vô để bán trả góp. Hay quá, có trả góp thì nữa. Cái anh mà trưởng ban đó, ông là anh đại úy Nguyễn Hữu Có, thì anh là lo tất cả những vị mà được chấp thuận cho chuyển nhượng đó, tức là mình mua trả góp, sau bao nhiêu thời gian 15 năm trả góp thì mình làm sở hữu chủ, cái vị sĩ quan đó được sự sở hữu chủ trên cái căn nhà đó, thì phải đến thứ nhất là gặp trực tiếp ông đại úy Nguyễn Hữu Có để ký cái giấy tờ chuyển nhượng trong thời gian là bao nhiêu năm, với số tiền là bao nhiêu, với số tiền lời là khoảng bao nhiêu, rồi cộng lại hàng tháng là phải chi trả góp hàng tháng là bao nhiêu tiền,
cái đó là ban truyền nhiệm để lo. Một cái nữa là cuối cùng tức là ban di sản. một số những quân nhân khi mà bị mất tích hoặc là bị không còn sống nữa thì để lại có những vị mà có thân nhân, những người mà không có thân nhân người đáp, những cái tài sản nó gọi là di sản. Di sản đó bây giờ giao cho ai thì bên nhà quân sản phải quản trị cái khối di sản đó. Nó gọi là phòng di sản, tức là lo quản trị những cái tài sản của quân tức đội. Tức là đó. Người lính mất tích hoặc là đã ra đi, vâng, thì không có thân nhân thì đã, vâng, đã vô cái, vâng, cái... Vâng, những cái tài sản của người yeah. người đó yeah. sẽ do gọi là di sản. Yeah. Mình giữ cho đến bao giờ thôi anh? Dạ. Cứ giữ như vậy thôi. Và thì tôi thật sự là cái phần hành nó không phù hợp tôi chỉ biết là cái nhiệm vụ của họ làm vậy, còn chi tiết thì tôi không được rõ. Dạ thưa anh, thì hôm nay thì chúng ta cũng có lời chia sẻ rất là nhiều đến với chương trình cũng như là đến với anh đây thưa anh. Chú Cảnh ở Virginia, em chào anh Cảnh, gửi lời chúc quý đài luôn phát triển và bình an, gửi lời chúc thân thương nhất hai cô Trang Thanh Lan, Phương Quế, Nghĩa Sửa và anh Trần Trọng Kim. Mong hai cô Trang Thanh Lan hoặc Phương Quế hát tặng các anh quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bài Kỷ Vật cho em, nhạc và lời của Phạm Duy, hoặc bài Lối Về Đất Mẹ, nhạc và lời của Duy Khánh. Cảm ơn hai cô rất nhiều. Thưa anh, hôm nay là chúng em nãy giờ em thấy Nghĩa Sửa nó cũng buồn lắm, nhưng mà tại vì hôm nay anh Kim tới là nói vấn đề mà quân sản rất là lạ, thành ra chúng em cũng lại cất nợ lại với anh, chắc những tuần tới chúng em sẽ hát. Cảm ơn anh rất là nhiều thưa anh Cảnh. Và bài chúc Phương Lục Arizona, chào Trang Thanh Lan, Phương Quế, Nghĩa Sửa và Trần Trọng Kim. Anh xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhờ hai cô Trang Thanh Lan và Phương Quế nhắn tin giúp là tôi tìm anh Khuê và chị Bích trước ở ngã tư Phú Nhuận, Sài Gòn. Nghe tin anh chị đi HO lâu năm rồi nhưng mà mấy tuần nay mới biết tin anh chị đi mà không biết ở đâu. Nếu anh chị còn khỏe mạnh trên nước Mỹ này thì xin điện thoại về cho em Phương Lục. Cho em Phương Lục số 520-401-6248. Nếu mà thân nhân của anh Phương Lục mà nếu muốn biết thì gọi lại cho chúng em, thì em sẽ trao cái số phone lại. Và anh Khuê và chị Bình, chị Bích là con cháu của Thủ tướng Trần Thiện Kim, ba má là cô Sáu Liễu. Wow, con của bác Trần Thiện Kim. Dạ cảm ơn anh Phương Lục rất là nhiều. Chúng em sẽ giữ cái số phone của anh lại, nếu mà có ai gọi thì em sẽ đưa cái số phone của anh cho người đó. Chúc anh tìm lại được người thân. Và sau đây là chú Hiệp Trương ở San Jose, là fan của chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Chào cô Trang Lan, Phương Quế cùng Liên trưởng Trần Trọng Kim và Nghĩa Sửa. Tôi muốn hỏi Liên trưởng Kim, thứ nhất vấn đề huy hiệu Nha Quân Sản là như thế nào? Vì tôi không biết Nha Quân Sản như thế nào. Câu hỏi 2, tôi ở San Jose 25 năm rồi mà không biết anh Đại Úy Kim. Tôi chỉ biết anh Lê Phi Ô, Phi Ô nó tiếng quá mà. Anh Triệu Hà thôi, chắc anh Kim ít xuất hiện hay sao mà tôi không biết. Anh Kim có bị ở tù không? Và qua Mỹ khi nào? Anh Kim thật có tài nhớ dai và nói năng lưu loát, mọi người đều thán phục. Wow, anh trả lời đi thưa anh. Cảm ơn. Yeah. Và, trở lại quý vị mà hỏi tôi thì tôi qua Mỹ. Anh Hiệp Trương. Anh Hiệp Trương, cảm ơn anh Hiệp Trương. Thứ nhất là vấn đề phù hiệu Nha Quân Sản. Thì phù hiệu Nha Quân Sản tôi đã liên lạc với anh Tô Phạm Thái. Anh Tô Phạm Thái cũng lắc đầu vì toàn nha của tôi chỉ có khoảng hơn 100 nhân viên, trong đó sĩ quan là khoảng hơn 50. Còn lại là hạ sĩ quan và công chức quốc phòng, gọi là công chức quốc phòng. Tất cả những cái đó thì bây giờ không có ai mà biết nhớ huy hiệu, nhưng mà tôi chỉ nhớ mang máng là huy hiệu của tôi là hình lục giác, có một cái công thự màu hồng, mà hình lục giác là màu trắng, cái nền trắng công thự màu hồng, và một cái cán cân công lý màu đen ở một góc. Tôi chỉ nhớ đại khái thôi, mà bây giờ về đi tìm mà không thể. Tôi đi hỏi vài nơi mà không ai nhớ vì đơn vị nó quá nhỏ. Quá nhỏ, không ai biết. Ai vẽ được không anh? Vẽ lại anh tả không nhớ vẽ lại thì vẽ lại. Nhớ thì là nhớ đại khái thôi chứ không thể mà nếu mà các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà biết về Nha Quân Sản thì Trang Lan hy vọng là sẽ email vô Tiếng Hát Hậu Phương, nếu mà còn cái phù hiệu đó để cho chúng em đưa lên Tiếng Hát Hậu Phương để mình khoe Nha Quân Sản của mình. Còn câu hỏi thứ hai thưa anh, anh có đi tù Cộng Sản không? Vâng, cái ngày 29 tháng 4 là cái ngày tôi phải trực.
Thành ra đương nhiên là 30 tháng 4 tôi phải ở lại. Thành ra tôi đi tù thì tôi trong tù tôi chỉ có khai là một đơn vị duy nhất là đơn vị nhà quân sản. Rồi tôi có đi dự thính bên trường công binh vài ngày, nhưng mà tôi nói là tôi cũng học trường công binh, nhưng mà thực sự chỉ dự thính để cho biết là đối với một cái doanh trại đơn vị như vậy thì cần bao nhiêu cái thước mét vuông để và dành cho chỗ ở, hoặc là mét vuông để xây dựng. Đối với một đơn vị thì cần bao nhiêu mét vuông xây dựng, một đơn vị như vậy chẳng như một tiểu đoàn thì bao nhiêu, đại đội bao nhiêu, trung đoàn hoặc là sư đoàn bao nhiêu, hoặc là đại khái là những cái đơn vị như vậy. Thì họ chỉ thuyết trình sơ sơ, nhưng mà tôi thì nói là tôi có đi học trường công binh. Do đó tháng 4 năm 1978 tôi đã được thả ra. Lý do tôi được thả ra là thứ nhất là tôi khai như vậy, thứ nhì là vợ tôi ở nhà thì có đi hỏi một cái nơi gọi là Hội Tri Thức Yêu Nước Sài Gòn. Thì Hội Tri Thức Yêu Nước Sài Gòn này họ lập ra một cái nông trường, có vẻ là tri thức cũng đi lao động. Cái nông trường đó là gọi là nông trường Thái Mỹ trồng lúa ở cái xã Thái Mỹ của quận Củ Chi cũ. Thì tôi ra tuy là ra trại nhưng mà lại giấy ra trại là về nông trường Thái Mỹ. Khi tôi về nông trường Thái Mỹ thì tất cả về đó 1200 anh em của chúng tôi đã ở đó rồi. Thì đối với lại việc gặp là họ không thể nào tin, họ thấy quá đông. Tôi lấy thí dụ như 1200 anh em ở đó, 1200 cây súng đấy. Thì tôi về là đúng lúc họ ngừng lại, họ giải tán cái nông trường ấy đi. Thứ nhất là họ nghi ngờ, họ sợ. Thứ hai là có thể là lúc đó cái nông trường nó làm cho vui, trí thức mà làm sao cái cây, làm sao mà trồng lúa được. Thì họ giải tán nông trường, thì trong khi chờ đợi đó thì tôi về đúng lúc mà năm 1978 là năm họ đổi tiền lần thứ hai. Đủ thứ chuyện. Trong khi đó thì công an khu vực nó đến nó hỏi anh Kim đã có việc làm chưa? Hỏi thăm sức khỏe. Hỏi thăm sức khỏe tử tế sau đó thì đó. Sau đó thì họ đưa tôi về cái nông trường Phạm Văn Cội 2, tức là gọi là về sau đổi tên là nông trường An Phú, tức là nằm giữa hai cái xã An Nhân Tây và Phú Mỹ Hưng, tức là nói nôm na là mật khu Hố Bò. Mật khu Hố Bò cũ. Hình như tụi mình cũng bị đi thủy lợi chỗ đó phải không? Tụi em cũng bị đi thủy lợi đó, đi Đào Kinh đó. Đào Kinh. Nghệ sĩ cũng đi tới đó. Cái đó là cái đập đó thì đó họ xài cái công sông Sài Gòn để làm cái thủy điện. Nhưng mà cũng thất bại, họ đâu có làm gì không đi. Được thợ viện cùng, không à, như tụi em là đi viện không có làm gì cuối đâu. Cùng thì họ có đi giống như đi nghỉ hè lấy cái tăng tre ngồi. Cuối cùng thì họ kết luận một câu rất là vui, đó là mấy ông mấy tụi mà kỹ sư ngụy nó làm vẽ tầm bậy tầm bạ rồi, nó bây giờ nó vượt biên rồi. phủ tay khỏe. Dạ anh chuẩn bị có một câu hỏi nè, cô Đỗ Lệ. Dạ. Xin hỏi anh Kim có phải ở San Jose không? Dạ vâng, thưa cô Đỗ Lệ, tôi ở San Jose từ năm 1985. Và sở dĩ tôi chưa có ít sinh hoạt là vì từ năm 85 tôi đến Mỹ thì tôi phải đi làm việc đủ thứ việc. Rồi sau đó lại làm sau 1987 cho đến 1993 thì tôi làm cho cái hãng điện tử là Everest, nó là viết tắt của chữ Ever for Excellence. Rồi năm 93 bị thất nghiệp, rồi lại đi học lại on the off, học cả thục cả ló. Rồi là đến năm 95 lại đi qua một cái hãng Victron của người Đại Hàn, họ làm giám đốc. Rồi làm đến đó cho đến 2015 là cách đây 2 năm tôi về hưu. Rồi từ đó mới xuất hiện, lý do đó mới gặp được anh. Cho nên là anh Hiệp Trương là cái người để tham gia sinh hoạt cộng đồng, các hội đoàn lính nhiều lắm mà không biết anh là tại vì là anh mới xuất hiện từ 2 năm nay thôi. Và anh với Lê Phi-ô là quen nhau từ bao giờ không? Sau khi mà 2010 thì tôi có đọc trên Tech to Tango là kêu gọi
họp khóa 4/68 thì tôi mới biết là dưới Cali đã họp khóa 4 chúng tôi. Sau khi gặp khóa 4 thì tôi gặp mấy người quen ở San Jose cùng khóa. Trong đó là anh Trần Ngọc Thông, không phải anh em Trần Ngọc Thông nhưng với Trần Ngọc Kim không phải anh em. Nhưng mà anh Thông thì anh có sinh hoạt với hội liên trường sĩ quan trừ bị. Đó, gồm có tất cả các trường sĩ quan trừ bị, trường Nam Định, trường Thủ Đức, trường Đồng Đế, gọi là liên trường sĩ quan trừ bị. Khi đó thì tôi mới biết, mới sinh hoạt, mới lại liên trường. Từ đó tôi mới quen anh Lê Phiêu, nhà thơ Lê Phiêu. Dạ, bữa nay cũng rất là gặp anh cũng là vui. Lý thú kỳ gặp anh mà nghe nó nha quân sản là bắt cóc anh lên đây liền. Dạ, vâng, cảm ơn chị. Và hôm nay chắc chắn là khán giả cũng như là các em hậu duệ sau này sẽ rất là thích thú với những cái trình bày của anh về nha quân sản. Vâng. Thì lúc đó là anh đi vượt biên sang đây là anh làm tới bây giờ. Bây giờ nghe nói anh vẫn còn đang đi học. Dạ, vâng. Anh đang theo học vâng, thì chương trình nào thưa anh? Năm 1985 tôi đi qua vượt biên này, qua đây ở San Jose của mình thì và phải vừa đi học vừa đi làm để mà có cái phương tiện tài chính để mà giúp đỡ vợ mấy con còn ở Việt Nam. Mình ra cái vấn đề mà đi học thì on và off, on and off. Có việc thì đi làm. Phải đi làm mà không có overtime là mình đi học được. Khi mà hãng được yêu cầu mình làm overtime nhiều quá thì phải bỏ học. Cứ on off học. Thưa anh, như vậy thì gia đình anh có mấy cháu mà anh cũng quá chật vật. Dạ vâng, tôi chỉ có một cháu gái, nó sinh năm 1980. Vâng. Là lập gia đình trẻ phải không thưa? Tôi lập gia đình theo cái gọi là người Bắc gọi là cưới chạy tang. Thì tháng 12 1974 thì cha tôi gọi người Bắc gọi là cậu, mẹ tôi gọi là mợ. Thì năm 69 thì mợ tôi mất vì lý do gia cảnh thì tôi được chuyển về Sài Gòn. Đến năm 1974 thì cha tôi mất. Cha tôi mất theo cái tục lệ là đại tang thì không được lấy vợ trong 3 năm. Thì các anh họ của tôi mới tổ chức lễ cưới là cưới chạy tang. Cưới chạy tang tức là sáng ra tụ họp bên nhà trai, tụ họp lại làm đám hỏi 10 giờ sáng, sau đó 2 giờ chiều làm lễ rước dâu. Lễ rước dâu về nhà tôi ăn uống nước trà ăn bánh. Sau 2 giờ chiều tan hàng, cái 4 giờ chiều đi ra chùa. Lúc bây giờ gọi là phát tang, lúc bây giờ mới là đeo khăn tang vô. Chứ không, từ hồi là lúc cưới thì chưa đeo, nhưng coi như là chưa có tang. Sau khi cưới rồi thì mới có tang. Thì là bà xã anh đeo tang của ông cụ luôn. Dạ vâng. Của ba anh luôn. Dạ. Ở Việt Nam mình có những cái phong tục cũng hay ha. Dạ. Dạ. Vâng, nhưng mà còn cũng nếu có mà để lách chờ được. Phải chờ 3 năm. Dạ vâng. 3 năm mới cưới nhau được. Thì là sau đó là mới có cháu gái này. Dạ vâng, thì như tháng 12 tôi lập gia đình, tháng 12 74 mới cái tháng 3 tháng 4 là thấy tình hình như vậy, tháng 2 tháng 3 là sau khi mất Đức Long được tình hình như vậy là thấy đâu còn mà lo đến về mà có con nữa. Thì sau đó là đi tù. Đi tù đến năm 77 rồi 78 mới về rồi 80 mấy năm 1980 mới có cháu bé. Câu chuyện của anh rất là lý thú, còn nhiều cái mà khám phá về nha quân sản nữa. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ nữa. Ở trong cái phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì hôm nay chúng ta sẽ có hai vị khách mời. Thì đến đây thì chúng tôi xin anh gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả, vì phần sau cũng sẽ có một khách rất là đặc biệt đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, mời anh. Tôi xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Rất tiếc là tôi những cái gì trình bày tôi chưa thể trình bày hết. Tôi sẽ xin phép sẽ có một dịp nào khác tôi tiếp tục trình bày những cái điều mà tôi phần trong phần hành của tôi làm việc, tôi sẽ tiếp tục trình bày tiếp. Và cũng xin cảm ơn Phương Quế, cảm ơn Trang Thanh Lan đã có tạo cái cơ hội để tôi đã trình bày những cái công việc của bên nha quân sản mà phần lớn những quý vị thường thường không biết. Thường thường mình
trong cuộc chiến thì thường thường cái tin quan trọng nhất vẫn là tin tức chiến sự ngoài mặt trận, chứ không có ai, ít ai để ý đến những cái việc công việc văn phòng. Em biết anh nói chưa hết đâu, chưa có đủ đâu, nhưng mà thời gian có hạn thì em cảm ơn rất là nhiều đã đến đây chia sẻ về Nha Quân Sản, cũng như là lần sau nếu anh có qua Nam Cali chúng em sẽ mời anh lên một lần nữa để nói lại nữa. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn Phường Quế, cảm ơn Trai Anh Lan, cảm ơn Nghĩa Sữa. Dạ xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Anh vui ra trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương, tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chánh gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị Đồng Hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại mua sắm qua số 1-877-892-6999. Kính thưa quý vị, sau đây chương trình sau đây là thông báo của công ty điện tử Teletron. Vâng, Phường Quế cũng xin đại diện kính mời quý Đồng Hương cùng tham dự chương trình đại khai trương chi nhánh thứ 13 của Teletron trong Super Smart, thành phố Naperville, Chicago, tiểu bang Illinois. Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 sẽ có các màn trình diễn múa trống cổ truyền Hàn Quốc, múa lân Việt Nam và tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng. Đặc biệt nhất là đại hội nhạc hội mừng đại khai trương sẽ diễn ra từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối ngày Chủ nhật 4 tây tháng 6 với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ như Nguyễn Hồng Nhung, Hương Thủy, Lương Tùng Quang, Lâm Thúy Vân, Huỳnh Phi Tiễn, Tuấn Vũ, Phượng Liên, Phương Hồng Quế, hài kịch Bảo Liêm, Bảo Vi, MC Nam Lộc, Băng Châu, ban nhạc Hoàng Nghĩa, Nghĩa Sữa, âm thanh do Sài Gòn Entertainment đảm trách. Chương trình văn nghệ mừng đại khai trương Teletron trong Super Smart Naperville, Chicago ngày Chủ nhật 4 tháng 6 là hoàn toàn miễn phí, không bán vé. Teletron xin trân trọng kính mời quý vị. Và sau đây là thông báo của Trung tâm Dược thảo Thu Thảo, chuyên bán các loại dược thảo hiếm quý, sản xuất tại Hoa Kỳ, tọa lạc tại 8931 Westminster Avenue, góc đường Magnolia, đang có chương trình giảm giá đặc biệt cho khán giả của Tiếng Hát Hậu Phương. Đặc biệt nhất là dược thảo phòng chống tiểu đường Sugar Protect, gồm 10 trái khổ qua nén thành một viên dược thảo cộng với lá kim thất tai và sâm Hoa Kỳ giúp cân bằng lượng đường trong cơ thể, giúp mắt tốt hơn. Dược thảo giảm cân Slim Light gồm có đông trùng hạ thảo, linh chi sẽ giúp cơ thể quý vị không thấy đói, không mệt và không khát nước như những dược thảo đai ép khác. Điện thoại liên lạc 1-800-320-5988 hay vào thăm trang nhà crimsonoak.com. Dạ vâng, sau đây là thông báo từ tu viện Huyền Không San Jose. Nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7, Tu viện Huyền Không sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ thật đặc sắc vào ngày Chủ nhật 28 tháng 5 2017 từ 2 giờ trưa đến 9 giờ tối tại hội trường Auditorium National Hispanic University số 14271 Story Road, San Jose, California 95127. Bên cạnh Tu viện Huyền Không, thành phần ca sĩ gồm có Phương Hồng Quế, Linh Tâm, Tiểu Phụng, Ngọc Quang Đông, Duy Khanh và các ca sĩ địa phương. Đặc biệt có nhiều quà tặng và sổ số giá trị, giá vé 20 đồng, vé ủng hộ 50 đồng, có đãi tiệc chay. Xin quý vị liên lạc với cô Diệu Minh ở số 408-646-8485 hoặc Tu viện Huyền Không 408-824-5696, 408-824-5696. Tu viện Huyền Không trân trọng kính mời. Và sau đây Trang Thanh Lan giới thiệu cái show ngày 27 tây tháng 5 tới đây của anh Quốc Anh ra mắt CD Bên Bờ Phiêu Lãng và kỷ niệm 44 năm đời ca sĩ của anh. Chương trình gồm có chị Mai Lệ Huyền, Trang Thanh Lan, Phương Quế, Tuấn Châu, Ngọc Minh, Trường Hải, Phượng Linh, Tiến Dũng, Lily Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Ngọc Thúy, Bích Thảo, Bé Mập, MC Quế Phượng. Đặt mua vé thì liên lạc với anh Quốc Anh 714-458-1762, 714-458-1762. Dạ vâng. Sau đây là một bảo trợ nữa của công ty Dược thảo Cảnh Thiên. Công ty Dược thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo Đông y,
Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm xem mạch rất hay, thuốc thang đúng bệnh. Ông đã từng giúp hàng trăm nghìn đồng hương chiến thắng nhiều căn bệnh hiểm nghèo, giúp quý vị cao niên chọn liệu pháp dưỡng sinh, tăng sức khỏe và tuổi thọ. Chúng tôi luôn lấy phương châm tất cả cho sức khỏe để phục vụ đồng hương, có xem mạch, hút thuốc thang, có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc số 714-823-1826. 714-823-1826. Ngoài Cali xin gọi 855-775-1069. Mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đây là nơi làm việc duy nhất của Đông y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin đồng hương lưu ý để tránh lầm thầy, lầm thuốc. Dạ vâng, thưa quý vị, vị khách mời ngày hôm nay của chương trình Thế Há Hậu Phương cũng rất là đặc biệt. Anh đến ở một nơi rất xa xôi. Dạ vâng, chúng tôi xin mời quý vị cùng chào đón ông Trần Đông, giám đốc sáng lập Văn Khố Thiện Nhân Việt Nam. Thưa quý vị, nhà mời anh Trần Đông. Dạ, kính thưa quý vị, thưa cô Phương Quế và Trần Anh Lan, rất mừng là được gặp lại. Cái năm rồi là không có gặp nhau, nhưng mà năm nay mới gặp nhau. Dạ. Cách này cũng là một năm rồi. Với lại, dạ, chào với mừng anh. Sữa đúng một năm. Chào mừng anh tới từ xứ Kangaroo. Xứ Kangaroo xa xôi. Yeah. Dạ. Vâng, một năm thì chúng ta mới gặp nhau được một lần. Nhưng mà trở về nút, năm rồi đã trở về nút thì nghe rất là nhiều người từ bệnh bệnh cũng vẫn theo dõi cái chương trình của Phương Quế đấy nha. Dạ, chương trình này trên thế giới thưa anh, nhiều nhất là các khán giả trẻ ở Việt Nam. Theo dõi chương trình Tiếng Hát Mà Hậu Phương mỗi tuần lễ luôn, và các em đón xem những chương trình tới và họ những câu hỏi rất là hay thưa anh. Dạ. Thì dạ, bây giờ mình không còn giờ nữa để mình vô câu hỏi trước. Mà câu hỏi này rất là quan trọng đối với anh Đông, cho nên em phải cầm giấy em hỏi chứ để em nói trợt em bị la. Được biết chương trình trùng tu mộ thuyền nhân vùng Đông Nam Á dự định kết thúc năm 2016. Năm nay là 2017, xin anh cho biết đã có thể kết thúc như dự định hay đã có những khó khăn trở ngại và hiện thời đã đi đến giai đoạn như thế nào? Thưa quý khán thính giả, cũng rất may đó là mình chỉ trễ một năm thôi. Kế hoạch ban đầu đó là từ 2005 đó là mình sẽ kết thúc vào năm 2015. Thế nhưng mà là do nhiều cái vấn đề trục trặc khác nhau, cho nên là năm 2016 thì mới tháng 10 thì tháng 2016 nó mới xong được cái nghĩa trang cuối cùng, đó là ở Bataan phía bắc của Philippines, cách thủ đô Manila khoảng 2 giờ đường xe. Cái nghĩa trang đó thì nó cũng khó làm, lý do là tại vì là vấn đề mà thuê mướn thợ rồi nhà thầu ở địa phương đó là mình không có biết. Thành ra lần mò cuối cùng thì mới là có được một cái người giới thiệu cho một cái ông đó là chuyên môn về vấn đề làm mồ mả này cho người ta. Và cũng là quen thân một cái gia đình cũng rể bên đó là xui gia, với một gia đình của một người bạn. Rồi họ giới thiệu rồi liên lạc cho ông ta. Rồi đi qua đi lại không đó là cũng nội họ làm không là cũng khoảng nửa năm, khoảng nửa năm đó, tại vì cái vùng đó nó cái khu trại Bataan nó xa, nó nằm ở trong khu Subic Bay, là cái khu mà hải quân Mỹ đóng hồi trước đó. Nhưng mà từ đó nó ra Subic Bay là cái thị trấn lớn, mua đồ mua đạn thì cần phải mua từ ngoài đó. Thành ra là nó rất là khó khăn. Rồi thợ làm thì phải vào trong đó cất liệu tạm thì ở, rồi vật liệu phải chuyển từ xa, cho nên là mất rất nhiều thời giờ. Rồi cái chỗ đó vùng trũng rồi mưa thì lại không có làm được, rồi bị ngập úng này kia nữa. Chính vì vậy mà cho nên cái công trình nó bị chậm. Ngoài ra đó thì nhưng mà nhìn chung đó là ở tại Malaysia thì cũng đã hoàn tất rồi, ngoài đảo Biển Đông cũng hoàn tất rồi. Indonesia thì ở trong đất liền, trong đảo lớn thủng sông, mà ngoài những cái khu vực là cái vùng Anambas là cái vùng mà Trung Cộng đó là cũng đòi là khu vực lãnh thổ của họ, tại vì nó nằm giữa Biển Đông. Thì cái khu vực đó cũng là cái nơi cũng có rất là nhiều bộ thuyền nhân Việt Nam đi qua Ga Lăng, thì đầu tiên là họ đa phần đó là họ lọt vào trong cái vùng quần đảo Anambas với lại Natuna đó, thì cái khu vực đó cũng số bộ mình tìm thấy cũng đã xong. Rồi Philippines thì cũng xong, thì hiện giờ chỉ còn có một chút xíu là Thái Lan, nhưng mà Thái Lan thì cũng không có mộ.
Cho nên là coi như là mình có thể nói là mình dự định đó, làm ở ba cái trọng điểm ở tại Malaysia, rồi Indonesia và Philippines thì coi như hoàn tất. Thưa anh, như vậy là anh là giám đốc sáng lập của Văn Khố Thiện Nhân Việt Nam, nhưng bên cạnh cái giám đốc sáng lập đó thì anh còn làm thêm một cái chức vụ gì ở trong cái Văn Khố Thiện Nhân không thưa anh? Thưa Văn Khố Thiện Nhân thì tôi là giám đốc sáng lập, tức là tôi và một số anh em thì thành lập Văn Khố Thiện Nhân vào năm 2005. Thì tôi phụ trách là giám đốc ở tại Úc, và đồng thời thì cũng phụ trách giám đốc ở tại cái Văn Khố Thiện Nhân ở tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ thì cũng có đảng bộ đàng hoàng, cũng non-profit organization, là đảng bộ chính thức, thì cũng hoạt động coi như là đảng bộ từ năm 2008 tới bây giờ. Rồi một cái Văn Khố Thiện Nhân nữa là ở tại Canada đóng ở tại Toronto. Thì ở Toronto thì các anh chị em ở tại Toronto đó họ coi sóc và tại đó, thành ra là coi như về Văn Khố Thiện Nhân là nó có ba trụ sở chính tại Úc, và tại Hoa Kỳ và tại Canada. Thì anh cũng nói thật cho anh là bởi vì có nhiều người khán giả có thể chưa xem. Tức là cái nguyên nhân nào mà anh lại thành lập Văn Khố Thiện Nhân để đi khắp nơi các trại tị nạn để mà bốc mộ những cái quý vị mà vượt biển của người Việt Nam mình? Cảm ơn Phương Quế và cảm ơn quý khán giả, như là quý khán giả có xem ở trong cái màn hình chạy ở background đó là cái cảnh mà thuyền nhân vượt biên rồi bị chìm tàu cái nọ đó. Thì quý vị thấy là cái vấn đề mà đi vượt biên nó cũng rất là gian nan. Bản thân tôi đó thì đi vượt biên đó là từ năm 1978 tới năm 1989 mới tới được đảo Bị Đông, tức là mất 11 năm. Trong 11 năm nó là bị bắt vượt biên không là 4 lần, tù vượt biên không đó là tổng cộng là 5 năm. Đó, rồi là bị truy nã, rồi coi như là ngủ ở bến xe Cần Thơ, bến xe xa cảng miền Đông, xa cảng miền Tây, rồi bến xe Sóc Trăng, rồi bến xe Trà Vinh, coi như là ngủ để đợi đi ngủ lang thang đi đợi xuống tàu. Không nhiều khi mình đi rồi tới cái chỗ đó rồi nghe là mấy cái người quen này chờ bốc á, chờ bốc đi xuống tỉnh, chờ bốc cái gì, chờ bốc hay còn đỡ. Chờ bốc thì cũng có đó, nhưng mà là tới một cái khu vực đó để tiếp xúc với số bạn bè đó, đâu có điện thoại cầm tay đâu. Là tới đó nhưng mà người ta không có nhà, người ta không đón mình ngủ đâu, ra ngoài đường ngủ, ra bến xe ngủ chờ. Thành ra là ra bến xe ngủ chờ. Thành ra cái rồi cuối cùng cái... thì anh đến đảo nào thì đầu tiên anh? Năm 89 thì đi một cái chuyến đó thì cũng rất may là cũng trời cũng thương, cuối cùng thì tới được đảo Quy Đông, mà chỉ là 2 tuần trước ngày đóng cửa. Tức là thành ra là khỏi qua Thanh Lộc. Và đi cái chặng đó thì đi tàu đó thì tôi là tại Công Phủ, nhưng mà là qua tiêu chánh, tại vì trong 11 năm đó là mình cũng làm những cái nghề đóng đáy rồi sảm két ghe xuồng, coi như là cũng rành để tìm đường đó, tìm đường. Đường. Cũng rành rồi đó, làm để tìm đường lại tìm đường, cũng rành nghề ghe cổ. Cho nên đó là suôn sẻ 3 ngày 3 đêm là tới thẳng cho tới đất liền tại tiểu bang Trăng Anu. Rồi họ chuyển qua mấy tiếng đồng hồ sau là họ chuyển xuống bến tàu rồi đi qua bên Bi Đông luôn. Thì ở Bi Đông là 8 tháng, rồi qua sang ABC là khoảng 2 tháng. Năm 1990 thì định cư ở tại Úc cho tới bây giờ. Và những cái hình ảnh mà vượt biên đó để khiến cho anh có cái động cơ để thúc đẩy cho anh làm cái Văn Khố Thiện Nhân đi bốc mộ của chính, là cái lý do gì mà khiến anh biên phải là xung phong đi bốc mộ thế? Chính vì cái vấn đề gian nan quá trong cái vấn đề trên cái đoạn đường đi tìm tự do của mình. Cho nên là khi mình đặt chân lên tới được đảo Bi Đông, mình mới thấy đúng là tự do, đúng là thoát củi sổ lòng. Đó, cho mình mới thấy là thật là quý báu, là và rất là trân trọng, và cũng cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn về trên, cảm ơn tất cả mọi người giúp đỡ mình để mình có thể còn sống, còn để mà ra đi thành công. Rồi sau đó là lúc đó thì mình chỉ ở tại Bi Đông, mình chỉ biết là cái khu nghĩa trang nhỏ ở trên tại Bi Đông, cái khu gần thôi. Những cái chỗ xa xa thì mình cũng không có dịp đi, thì mình cũng không biết.
thành ra cũng không có dịp mà biết các khu nghĩa trang ở trong đất liền nữa. Cho nên khi mà định cư rồi thì tới năm 2003 đó mới có dịp đi về theo một thượng tọa để đi về thăm Bi Đông. Thì trong cái chuyến đi đó tôi có làm cái DVD về cái hành trình đó. Nhưng mà DVD đó thì qua bên đây thì chợ trời đổi tên lại là Bi Đông có ma hay không. Lúc đó là lúc mà tôi năm 2007-2008 tôi qua đây, tôi ra ngoài chợ tôi cũng còn thấy Bi Đông có ma hay không. Lấy cái cuốn video của anh quay đó sửa tên lại, sửa tên Bi Đông có ma hay không thì nó hấp dẫn hơn. Phải không? Còn có mình đó thì hành trình tìm tự do gì đó, thành ra nó không giật Bi Đông có ma không hấp dẫn hơn. Vâng, rồi chính trong cái chuyến đi đó mình về mình đứng trước một cái khu nghĩa trang ở tại tiểu bang Changanu đó, thì cái nghĩa trang tại tiểu bang Changanu có một cái nghĩa trang rất là lớn, ở trong đó nó là cũng khoảng chừng mai táng khoảng gần 600 người. Mộ thì không tới, nhưng mà tại vì nó có những cái mộ tập thể 170 người, 100 người, 30-40 người, rồi 2-3 người cũng có. Rồi là bia đó thì người ta làm bằng lúc mà chết đó thì ở tại đó nó những người mà chung ở tại đó là những người mà đã tới Bi Đông rồi hoặc là tới bờ rồi nhưng mà bệnh đó, rồi được đưa vào bệnh viện rồi điều trị nhưng mà không khỏi thì chết rồi, cho nên là cao quỹ chôn cho người mai táng ở trong một cái khu đó đó. Cho nên là có làm cái mộ, có làm cái bia. Làm cái bia bằng xi măng, bề dày cũng khoảng cái này, bề cao cũng khoảng cái này, nhưng mà xi măng non, lâu ngày không người coi sóc đó, nó ngã, nó bể, rồi là nghĩa trang thì cỏ cao như thế này. Mình đứng, mình nhìn một cái nghĩa trang nó đã buồn rồi, mà cái nghĩa trang hoang tàn, mình thấy còn buồn hơn nữa. Và nhất là những cái người này là những người mà đồng bào với mình, những người nghĩa là cùng đi vượt biên, cùng có chí hướng với mình, nhưng mà không may họ đi rồi họ tới đây rồi họ nằm xuống đây. Mình nghĩ là bây giờ nghĩa là nếu mà mình đi mình chết, hoặc là mình là lúc mà tại Việt Nam mình đi rồi lãng quảng rồi bị công an bắn này kia nọ thì mình cũng chết vậy thôi. Cho mình rồi là cộng đồng mình thì lúc đó thì khoảng 2005 thì cộng đồng mình ở ngoài này cũng khoảng chừng 3 triệu, thì cũng là một cái cộng đồng lớn mạnh. Mình nghĩ là nhưng mà cái khu nghĩa trang thì không có được coi sóc, cho nên mình nghĩ là mình cố gắng kêu gọi mọi người cùng góp sức lại để mà làm. Thì lúc đó là mình cũng làm việc cho bên chính phủ của Úc, rồi cũng là học xong cao học rồi, cái rồi mình nghĩ là với cái địa vị như vậy, nếu mình kêu gọi thì cũng được, cho nên là làm gan làm đại. Nhưng mà anh Trần Đông hay lắm, một mình mà đi qua Mỹ rồi đi qua Canada khắp nơi để mà gõ cửa. Sự thật ra cái mục đích của anh làm để mà trùng tu những ngôi mộ đó thì phải nói rằng á, những người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại cũng có, Việt Nam cũng có thân nhân đi mất tích rất là nhiều rồi, không biết ở nơi đâu tấp vô đảo chết cũng có, cho nên là có những ngôi mộ bỏ hoang. Cái việc làm của anh thì có rất là nhiều người ủng hộ, thì cho đến bây giờ thì anh đã làm được xong hết trơn rồi. Em nghe nói quý vị nào mà có muốn coi cái việc làm của Văn Khấu Thuyền Nhân Việt Nam thì có thể vào website để xem những cái mà Văn Khấu Thuyền Nhân bên anh Đông đã làm, thì vô cái website của Văn Khấu Thuyền Nhân là www 3 chữ ha chấm cái rồi 6 chữ tắt của chữ Văn Khấu Thuyền Nhân Việt Nam đó là VKTN Văn Khấu Thuyền Nhân Việt Nam, viết tắt VKTNVN.com. Dạ, sẽ thấy là bao nhiêu năm qua Văn Khấu Thuyền Nhân đã làm những gì, hoạt động của anh hoạt động như thế nào. Thì một cách cụ thể là Malaysia thì mình xong rồi, nhưng mà một chi tiết thêm một chút nữa là những năm qua thì anh đã, Văn Khấu Thuyền Nhân đã trùng tu những địa điểm nào, anh có thể nói sơ qua. Tổng số địa điểm mà đã trùng tu rồi đó thì ở tại riêng tại Malaysia, thưa quý vị, mình nói địa điểm đây tức là những khu nghĩa trang nhỏ. Một cái đặc biệt ở trong cái vấn đề mộ phần thuyền nhân Việt Nam đó, ở tại Malaysia đó là tại vì cái Malaysia đó là cái mảng đông của Malaysia đó
thì cái bờ biển đó là nằm ở trong vùng vịnh Thái Lan, mà nếu mà từ Việt Nam mà đi qua đó thì là vào Malaysia là coi như là gần nhất. Đó. Còn chỉ riêng số bà con ở tại Rạch Giá, Hà Tiên này kia nọ thì đi băng qua tới cái chỗ của Thái Lan, nó giáp với lại biên đó, thì cái chỗ đó nó gần, ví dụ trong đó cho nên là chỗ đó có cái trại Lim Xỉn, thì Lim Xỉn thì nó gần với lại biên giới Thái Lan. Thì cái chỗ đó thì cho nên là đi đoạn đường đó thì nó cũng ngắn, cho nên là cũng ít có tai nạn, cũng không có hải tặc nữa. Nhưng mà riêng mà đi qua bên bên Malaysia đó thì cái đi ngang đi qua một cái vùng biển đó là cái vùng mà khu hoạt động của hải tặc Thái Lan. Đó, cho nên là có rất nhiều cái biến cố. Rồi những người mà đi từ Vũng Tàu Bà Rịa dài xuống Vĩnh Long, Trà Vinh này kia nó đi xuống, thì khi đi xuống thì thường đó là lọt qua bên Indonesia, hoặc là đi cái mùa gió bắc, tức là từ hướng bắc thổi xuống thì cái là rồi bị máy hư này cái nọ đó là nó tấp vào các cái đảo của vùng đảo Anambas và Natuna. Ở miền Trung thì đi thì có thể là qua Hồng Kông hoặc là qua Philippines. Qua Philippines thì ít người đi, cho nên số thuyền nhân ở tại Philippines đó là ít nhất. Nhưng mà ở Hồng Kông thì lại khó nhiều, tại vì Hồng Kông thì có thêm cái số bà con ở tại miền Bắc đó là vượt biên nữa. Trở lại tại Malaysia đó thì chính vì cái vấn đề cái bờ biển nó như vậy đó, cho nên là có rất là nhiều bộ thuyền nhân rải rác từ Bắc cho tới Nam của Malaysia. Do đó mà ở tại Malaysia không đó là có tổng cộng đó là 20 khu nghĩa trang. Riêng ở tại Biển Đông đó là quý vị nào ở tại Biển Đông thì chắc là cũng ít người biết đó là tại Biển Đông không là có 4 khu nghĩa trang. Một cái đảo đó, 4 khu nghĩa trang, một cái đảo mà cái diện tích mà người ở đó phải từ một cây số vuông thôi. Là mà 4 khu nghĩa trang. Khu nghĩa trang khu C, khu nghĩa trang khu E, khu nghĩa trang khu F và khu nghĩa trang khu G ở trên đầu xa. Tôi hồi xưa cũng ở Biển Đông nhưng mà để tìm trở về cái khu nghĩa trang khu G ở tại Biển Đông nó không có phải 4 năm mới tìm lại được cái con đường. Tại vì bây giờ nó là rừng. Nó là rừng, tìm lại cái con đường hồi xưa mà đi thì tìm lại không ra. 4 năm sau mới có thể tìm được tới cái khu nghĩa trang khu G. Rồi những cái khu mà nó khó khăn, có cái trùng tu nó khó là như vậy, cái trong cái thời gian mà mình trùng tu vậy thì mình phải tìm kiếm. Mình biết có những cái chỗ mình biết, ví dụ Cucu, mình biết Eleya, mình nghe tên, mình biết nhiều người cũng nói tới, nhiều người cũng từ đó ra. Đó, nhưng mà tìm lại con đường đi đó thì cũng rất rất là lâu. Thế không phải là không dễ. Biết bao nhiêu là công trình anh ha. Và sau những chuyến tổ chức mà để cho những ai mà có thân nhân ở trên những cái đảo đó được bao nhiêu chuyến hành tổ chức rồi thưa anh? Thưa từ hồi tới bây giờ đó thì 2005 tới bây giờ như vậy đó là 2017 thì năm nay không có tổ chức chỗ nào. Cho tới 2016 thì như vậy là 11 năm. 11 năm đó thì trung bình một năm đó thì cũng là một chuyến hoặc là hai chuyến, cho nên khoảng là 14-15 chuyến. 14-15 chuyến đó các bạn cộng thêm những cái chuyến mà đi ít người, đi vài ba người, 4-5 người để mà đi tìm kiếm di tích đó. Thành ra đó là coi như là 24 lần có thể. 24 chuyến đi rồi. Coi TV thấy anh dẫn thân nhân mà tới để tìm mộ, thấy xúc động dễ sợ luôn. Có mấy ông cha với mấy ông sư để tụng. Cái đó đâu anh thưa là mấy cái người đó là từ đâu đi anh? Từ Mỹ và từ Việt Nam? Cũng đủ ha. Ở châu Âu cũng có, Canada. Là sao bắt liên lạc được với anh để mà Họ nghe đài hoặc là với lại văn phố thuyền nhân coi trên trang mạng đó, trên trang mạng rồi nghe đài hoặc nhưng là... mỗi lần đi đó thì anh có để trên trang mạng rồi cũng có vận động trên các đài nữa. Thành ra quý vị nào mà trong chương trình sắp tới đây nếu mà mình có tổ chức nữa đó thì có thể liên lạc với văn phố thuyền nhân để mình đến mình thăm lại, mình tìm mộ của thân nhân mình có thể bị thất lạc bao nhiêu năm mình không trở lại đó anh. Thì trong chương trình sắp tới đây mình có tiếp tục đi nữa không thưa anh? Có tổ chức đi trong những năm tới này nữa không? Có, trong chương trình sắp đi. Tới là có, và lát nữa thôi. Dạ. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề ở tại Malaysia đó. Thì ở tại Malaysia mình nói là như vậy là nó là 20 khu nghĩa trang. Nhưng mà chỉ có cái những khu, có những khu đó là mộ tập thể. Và đặc biệt đó là tại Malaysia đó là có mộ tập thể đây.
Thí dụ như là tại Chalanduku đó thì chiếc tàu đó là chết tổng cộng 170 người. À, khi mà xác tấp vô thì một số thì 2-3 ngày xác nổi lên rồi người ta vớt rồi chôn ở một cái khu tập thể. Nhưng mà ai đứng ra chôn những cái xác đó thưa anh? Đối với các cái mộ tập thể thì nó có hai phần. Ở tại Malaysia tại vì cái bờ biển nó cái khu có dân nhiều. Cho nên là khi mà có xác tấp vô bờ hay là gì đó thì họ gọi cảnh sát. Địa phương gọi cảnh sát. Địa phương gọi cảnh sát rồi cảnh sát là liên lạc với lại một của tổ chức nó gọi là Hội Hồng Nguyệt Malaysia đó. Thì Hội Hồng Nguyệt Malaysia đó là cao quỹ tại Liên Hợp Quốc coi như là contract hợp đồng với lại Hội Hồng Nguyệt Malaysia để lo về vấn đề ăn ở welfare cho các cái trại tị nạn. Mà lúc đó thời gian đầu đó khoảng 78 khoảng 80 này kia trở về trước đó là tiểu bang nào cũng có trại nạn hết. Trong đất liền có chỗ 2-3 trại nữa. Sau đó thì mới dồn hết về một trại ở tại Bi Đông. Thì trước đó tiểu bang nào cũng có, cho nên là họ liên lạc với lại cao quỹ nó cũng không khó. Do đó mà được chôn đa số là chôn ở trong cái khu nghĩa trang của người Hoa. Bên Malaysia thì nghĩa trang cũng nhiều. Ở Bi Đông không là 4, và trong đất liền không tổng cộng là 16 khu nghĩa trang có thể. Đó mà mình chia ra là có tiểu bang ở phía Bắc á, cao nhất á, là phía Bắc không á, là tiểu bang Kota Baru, thì kế đó Terengganu, kế đó Pahang, kế đó Johor, 4 tiểu bang. 4 tiểu bang mà là 16 khu nghĩa trang thì là trung bình là một tiểu bang là khoảng là 4 cái à. Nhưng mà đông nhất á, nhiều nhất á, là tại Terengganu. Thì cũng có những cái sự giúp đỡ đặc biệt. Thí dụ như là trường hợp ở tại Malaysia đó, nếu mà không có sự giúp đỡ của một cái ông đó gọi là ông Elko Wong, ông bỏ trên 10 năm để tìm kiếm các cái chỗ nghĩa trang, thì nên ông là một cái nhà sử gia tài tử. Ông thì cũng rảnh rỗi cho nên là ông làm cái công việc đó đi. Đó thì ông tìm kiếm mộ thuyền nhân, rồi ông lập danh sách, rồi ông thỉnh thoảng cũng giúp đỡ một số nơi chôn thuyền nhân này kia nọ đó. Đó thì ông gặp mình đó là tháng 3 năm 2005. Thì lúc đó đi cái đoàn đó thì nó cũng đông khoảng 150 người, cho nên không có dịp nói chuyện với ông ta. Do đó mà hẹn lại là cái chuyến cuối năm 2005. Thì 2005 đi cùng với ông dắt đi từ Nam tới Bắc. Đó thì khi mà đi như thế đó thì mình mới quyết định là bây giờ cái là vấn đề thực hiện vấn đề trùng tu. Chắc phải dứt khoát là phải trùng tu mấy cái mộ này cho nó đàng hoàng, cho không thể nào để mộ người Việt. Mình có 3 triệu người Việt ở hải ngoại mà để những người Việt nằm ở tại đây mà cái mộ cái kiểu này là không thể nào chấp nhận được. Mình quyết định là lấy một cái nghĩa trang để làm thí điểm. Thì năm sau là làm thí điểm xong rồi kế đó lên kế hoạch làm cái trùng tu độc loạt từ Bắc Bắc tới Nam Malaysia. Đó, thì ông sẵn ông có danh sách rồi, ông lên danh sách rồi ông đưa mình để mà làm edit lại, sửa chữa lại những cái spelling đánh vần sai như thế nào. Tại trên cái bia xi măng lâu ngày chữ nó lãng quạng là phải có sai. Ông giao xong và sau khi là quyết định là chỗ nào làm cái gì xong đó, rồi bữa hôm đó là ông đi vào bệnh viện rồi ông té rồi ông chết luôn. Tức là năm 2006. Gặp mình là năm 2005. Chết vào giữa năm 2006. Để ông bàn giao hết cho gặp, anh. Đúng như Phương Quế nói, gặp bàn giao hết, hết xong rồi là ông đi. Ông là công đức vô lượng. Ông công đức vô lượng thiệt chứ. Nhưng thành ra là mình kế tới anh cũng có cái duyên. Anh có cái duyên rồi. Mình cũng có cái duyên. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề. Nếu mình đi trễ hơn một năm thì mình sẽ không gặp được ông. Mình không gặp được ông đó là bây giờ mà trở lại để đi từng khu nghĩa trang mình còn không nhớ chỗ, không nhớ chỗ hết nữa. Dạ. Đó thì làm sao mà có thể mà tìm tội nghiệp quá ha. Ông trong 10 năm ông làm cái công việc tìm kiếm mà tìm được. Thành ra là phải chết luôn. Cái nói coi như là cái gần như là cái trách nhiệm của mình đó là được trên giao phó gì phải lo chuyện này. Dạ dạ. Cho nên là mình cũng có đưa qua những cái hoạn nạn như vậy để mình phát cái tâm để mà làm cái chuyện này. Và trong cái khoảng thời gian vừa qua phải nói là mình làm cũng có nhiều cái gian nan, nhưng mà trong 20 mấy lần đi chưa có một cái người nào trong cái chuyến đi có một cái bất kỳ một cái tai nạn gì.
không có một cái tai nạn gì cả. Nguy hiểm cho hai vô rừng lội suối đó. Rồi chị là... em thấy tivi chiếu em thấy rồi, nhất là cô giám đốc đài mình nè cũng leo núi rồi cầm cây chống rồi chửi rồi anh như vậy thì có một cái câu chuyện nào đó mà anh thấy rằng người ta có người đi thăm mà gặp lại cái ngôi mộ của gia đình mình không anh? Có trường hợp nào mà anh cảm thấy rằng đáng nhớ? Có một cái chuyện, có một cái câu chuyện cái này là qua chương trình không anh, mình nói để cho khán giả nghe hiểu, với lại nhiều khi khán giả nào muốn tham gia trong những chuyến tới thì họ sẽ đi, họ đi tìm mộ những người thân yêu của họ. Thì hiện giờ đó là trong cái chuyến đi mình dự trù cái chuyến đi đó là vào năm tới. Thế mà trong năm hiện giờ thì cũng có một số người đó là họ ghi tên và họ cho mình biết là tên thân nhân của họ đó, thì mình dò trong danh sách đó thì cũng đã có tên rồi. Đó, nhưng mà là họ nói là năm tới đó là họ đi chung với lại phái đoàn của mình. Trong thời gian vừa qua cũng có nhiều người, nhưng mà có một cái đó là chỉ có khoảng 2 năm đầu là họ cho bốc mộ thôi, sao bây giờ là họ không cho bốc mộ nữa. Thành ra Mã Lai cũng không cho bốc mộ, Thái Lan cũng chỉ trùng tu thôi, chỉ trùng tu thôi, Indo cũng không cho và Philippines cũng không cho, coi như là tất cả những cái chỗ đó trở thành di sản của tại địa phương. Coi như mình đã xong hết rồi anh hả? Là coi như mình trùng tu vậy là cũng gọi là xong hết rồi, mộ yên mã đẹp hết rồi. Các vị mà nằm ở những cái nơi mà bỏ thân ở nơi hoang đảo như vậy cũng ấm lòng, và thân nhân của mọi người cũng yên chí, yên tâm, cũng yên tâm là có trùng tu lại mình rồi. Đã nằm được mộ yên mã đẹp. Thì điều đó mình cũng có được cái an ủi đó là cho dù thân nhân có người tại trong số các cái mộ đó, không phải là mộ nào cũng có tên có tuổi cả, những cái bia bằng xi măng thì mới có tên được, mới có tên được thì mới ghi lại được đó, thì mình mới lên danh sách được. Còn những cái mộ mà bia gỗ hoặc là không có mộ đó, thì vô phương biết tên, hoặc là những cái mộ mà tập thể đó hoàn toàn làm sao có thể biết tên được. Rồi những cái mộ mà không có tên tuổi vậy rồi sao anh? Thì mình cũng trùng tu mình, nhưng mà mình đề cái chữ là VBP, tức là Vietnamese Boat People, để đánh dấu cho biết là cái mộ này, chỗ này là mộ thường nhân thôi, chứ mình làm sao biết thưa anh, cái khác. Mình nói chương trình sắp tới của mình đi, vì em nghĩ chắc cũng lẽ mình không có còn thời giờ nhiều đâu. Chương trình sắp tới của mình dự trù là mình sẽ làm sắp tới đây, thứ nhất là mình làm cái chương trình như là mình đã bàn hôm qua anh em gặp nhau để bàn đó anh. Đó, và kế đến đó là cái chương trình để mà khoảng 5 đi thăm. Mình còn rất là ít giờ, cho nên em mới nói anh là mình phải nhanh để mình đi cái vấn đề mà sắp tới đây của mình. Dạ thưa quý vị, tối hôm qua thì chúng tôi cũng có một cái phiên họp, để có Phường Quế cũng có tham dự, Trang Thanh Lan cũng có, để có Thanh Ngọc Đăng Thanh, có luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, có cô Mai Khanh và một vài anh chị em nữa ở trong đài. Rồi chúng tôi cũng đã có liên lạc với lại một số anh chị em đại diện của văn khối người nhân ở tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và ở tại San Jose. Kính thưa quý vị, đó là vì năm tới, năm 2018 thì cũng nhân là kỷ niệm 40 năm thành lập trại tị nạn của người Việt ở trong vùng Đông Nam Á. Thành lập chính thức là năm 2008, mặc dù thì trước đó cũng có một số trại tị nạn đã thành lập rồi. Nhưng mà chính thức là 1978, cho nên là năm tới là 40 năm. Thì nhân cái kỷ niệm 40 năm thành lập trại tị nạn ở trong vùng Đông Nam Á đó, thì anh em chúng tôi cũng có đi tới một cái kết luận chung, một cái quyết định chung là tổ chức một cái buổi hộ ngộ thường nhân vào ngày 16 tháng 3 ở tại nhà hàng Seafood Palace ở tại Westminster đây, ở Nam Cali đây, Westminster đây. Đó là ngày 16 tháng 3. Thì trong cái dịp đó thì sau đó 3 tháng sau, tức là trong khoảng thời gian từ 9 tây cho tới 17 tây tháng 6 thì tổ chức một cái chuyến đi ngắn ngày, một tuần lễ, đi cả Bi Đông và nhiều địa điểm khác tại Malaysia, cũng như là đi qua bên Ga Lăng luôn. Tức là một cái chuyến đi Bi Đông và Ga Lăng. Bi Đông và Ga Lăng là chính. Thì trong vòng một tuần, từ ngày 9 tới tháng 17, chúng tôi thông báo để bà con biết, để bà con có thể sắp xếp và để dành cái ngày nghỉ để tham dự chuyến đi. Bởi vì đây là một cái chuyến đi
rất là đặc biệt, ít khi mà chúng tôi tổ chức một cái chuyến đi express vừa là Mỹ Đông, vừa là Mỹ Đông vừa là hai nơi mà có tuần lễ hả anh? Hai nơi một tuần lễ. Rồi quý vị nào mà muốn đi những nơi khác thì mình có tổ chức như cho họ đi không anh? Và sau đó nó thì sẽ có những cái chuyến đi thí dụ như là qua Ba Ta An của Phi, thí dụ như là đi qua Thái. Đó thì quý vị nào còn có thể nếu mà mình chỉ muốn đi Thái không cũng được. Hoặc là đi Philippines không cũng được. Đó, còn nếu mà đi cái chuyến Bi Đông Ga Lăng thì là đi chung cả Bi Đông và Ga Lăng. Vậy xin quý vị nào mà ở xa nếu mà muốn tham dự chương trình đi thăm viếng trại tị nạn Bô La Bi Đông và những ngôi mộ đó thì liên lạc với số điện thoại nào anh? Học viện của đài 714-933-7888 không thưa anh? Dạ vâng. Dạ. Vâng, quý vị có thể gọi 714-933-7888 để liên lạc với đài để ghi danh đi những cái chuyến mà có đi qua thăm. Trang mạng nè, trang mạng đó. Vì gì? VK Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam .com tức là VKTN TNVN. Vô trong nhà thì liên lạc với anh, còn nếu mà không thì gọi lên đài Hùng Việt 14-933-7888. Dạ, dạ vâng. Thưa quý vị, thì ngoài cái vấn đề là tổ chức cái buổi hội ngộ thuyền nhân, hội ngộ thuyền nhân nói là thuyền nhân nhưng mà là quý vị không phải là thuyền nhân cũng welcome, quý vị là bộ nhân hay là chân nhân thì cũng welcome. Bộ nhân thì đi đường bộ, ủa chân nhân là đi đường bộ, chân nhân đi bằng chân, còn đường bay là sao, đi bay là hôm qua anh nói gì, không nhân, không nhân là phi nhân, phi nhân. Thuyền nhân là đi bằng tàu, phi nhân là đi bằng máy bay. Em với Trang Thanh Lan là phi nhân đó. Là cũng welcome luôn. Dạ, không nhân. Dạ vâng. Rồi thì cái buổi hội ngộ thuyền nhân như vậy, rồi kế tiếp là chuyến đi. Còn ngoài ra thì năm tới cũng sẽ phát hành một cái tập san về di tích thuyền nhân ở vùng Đông Nam Á. Dạ. Thì chưa biết là sẽ phát hành lúc nào, nhưng mà hy vọng là có thể phát hành chung ở trong cái buổi hội ngộ thuyền nhân ở tại Seafood Palace trong năm tới. 16 tháng 3. Yeah. 2017. Quý vị nào mà ở xa, chắc là khi mà hội ngộ như vậy đó thì có những vị mà có những bạn bè trên đảo đó mà thất lạc đó, thì có thể là cái buổi hội ngộ 40 năm này thì sẽ gặp lại nhau, phải không thưa anh? Dạ vâng. Đây là cái cơ hội có thể để mà gặp được nhau. Yeah. Rồi những ai mà những cái ngôi mộ mà có thân nhân mà bị mất ở trên các cái đảo đó, muốn tìm thì như mình có cuốn sách, có một số danh sách phải không thưa anh? Dạ vâng, dạ vâng. Cuốn sách của các ông ở bên đó ông để lại. Ok, trong cái cuốn sách của ông Elko Wong thì chỉ có cái danh sách tại Malaysia thôi. Nhưng mà mình sẽ trong cái tập san về di tích thuyền nhân ở Đông Nam Á đó, thì sẽ có danh sách ở Malaysia, ở tại Indonesia và tại Philippines luôn. Tức là danh sách mộ, tên. Rồi ở Thái Lan mình không có anh? Ở Thái Lan không có mộ, thưa quý vị. Ở Thái Lan đó là hiện giờ thì chúng tôi cũng đang là một cái bia tưởng niệm thuyền nhân ở tại Thái Lan, nơi mà có một số khoảng mấy chục thuyền nhân Việt Nam được mai táng từ đó, nhưng mà bây giờ không còn một cái dấu tích gì, chỉ biết là nơi đó được khoảng mấy chục thuyền nhân đó là được chôn ở đó, nhưng mà không còn di tích mộ. Dọc theo bờ biển Thái Lan đó là nó có hai hiện tượng là đất bồi và đất lở. Đất lở thì cũng mất dấu, mà đất bồi cũng mất luôn. Người ta trồng cây, người ta cất nhà thì cũng mất luôn. Rất tiếc là anh từ Úc đến đây xa xôi và thình lình quá, cho nên là chương trình chỉ có phần nửa chương trình thôi, cũng giống như anh Kim ở Nha Quân Sản có nửa chương trình thôi. Thành thử ra là mong rằng đi về Úc rồi kỳ tới anh qua đó, mời anh trở lại chương trình để chúng ta có thể hàn huyên tâm sự, với lại để anh kể những cái kỷ niệm mà những lần đi bốc mộ, rồi những cái cuộc gặp gỡ của những người mà đã gặp lại ngôi mộ của thân nhân mình, thì chắc chắn rằng cái việc khán thính giả cũng rất là muốn nghe những cái chia sẻ đó. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta cũng không có còn giờ nữa. Nhưng mà cũng chúc anh được nhiều sức khỏe để anh tiếp tục cái công việc của anh. Cảm ơn Trang Thanh Lan. Nhưng mà trong tâm tình như vậy thì tôi nghĩ là trước cái ngày mà hội ngộ thượng nhân thì chắc là tôi cũng sẽ qua đây trước khoảng 2 tuần hoặc 3 tuần. Như vậy chắc là mình sẽ có nhiều cái cơ hội để mà lúc đó sẽ dành một chương trình cho anh để anh kể tất cả. Dành cho anh 1 tiếng rưỡi luôn. Dạ. Còn hôm nay thì mà tại vì anh Kim cũng ở San Jose, cũng ở xa tới và anh cũng ở thật là xa. Cho nên là phải chia sẻ một cái chương trình như vậy thì rất là uổng anh. Rất là bất ngờ, thành ra cũng không có áo vest luôn. Dạ, rất là đẹp như thường. Dạ. Nhưng mà chúng ta cũng nên
tặng quý khán giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Theo như cuối chương trình, chúng em hay có hát một bài để tặng. Nãy giờ em thấy Nghĩa nó ngáp 8 lần rồi. Thành ra thôi bây giờ tụi em tặng quý khán giả bài hát Anh Về Với Em của nhạc sĩ Nhật Trường, cũng như là tặng anh Đông luôn, anh Trần Đông. Đôi. Tạm biệt.
Kính thưa quý vị, rất là hân hạnh được gặp quý vị và được tiếp xúc, được chia sẻ tâm tình cùng với quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn Phương Hồng Quế, Trần Thanh Lan, anh Nghĩa và Hồ Việt TV đã cho cơ hội và giúp đỡ trong cái chương trình này. Dạ, em cảm ơn anh Đông rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng ta tới giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi, 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua cũng không đủ để chúng ta tâm sự với quý vị. Thì Trần Thanh Lan, Phương Hồng Quế, anh Trần Đông cũng như Nghĩa Sữa rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua và kính chúc quý vị một đêm thật bình yên hạnh phúc. Hẹn tuần sau không vào giờ này 7 đến 8 giờ rưỡi giờ Cali. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương.